chào các bạn. Cô là cô Thu. Hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn sửa bài tập trong sách workbook của Island Smart Star nha. Rồi bây giờ trước khi vào bài học thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô một cái bút chì, quyển sách bài tập của mình ha. Còn các bạn nào thì có thể để quyển sách bài học kế bên cũng được. Nếu như mình lỡ quên từ vựng thì mình có thể mở ra xem cũng được ha. Rồi bây giờ, are you ready? Yes or no? Yes, here we go. Rồi bây giờ cô sẽ mời các bạn, chúng ta sẽ sửa cái team 2. Team 2 với cái topic là school. School là trường học và cô bắt đầu với lesson 1. Bây giờ bài A circle the odd one out and write. Thì cô hướng dẫn cho các con biết là circle the odd one out có nghĩa là mình sẽ khoanh tròn vào một cái bức tranh khác với ba bức tranh còn lại mà trong bốn bức tranh mà người ta cho, đúng không? Bây giờ number one, con thấy không? Người ta cho con bốn bức tranh mà bức tranh khác ở trên number one đó là board, là cái bảng, đúng không ạ? Vậy bây giờ các con sẽ làm tiếp ở number two. Number two thì con thấy chúng ta cần phải khoanh tròn đó là camera. Number 3 chúng ta phân tròn là desk. Number 4 cupboard. Number 5 chair. Number 6 door. Yes. Sau khi mà mình phân tròn rồi đó là các con sẽ write. Các con sẽ write. Bây giờ number 2 mình khoanh tròn vào camera thì mình sẽ ghi vào camera. Và các con nhớ mà khi mà các con ghi rồi á, các con nhớ ấn chúng ta gạch, chúng ta cross cái từ đó đi ha. Ta gạch cái từ đó đi, từ camera đi. Và chúng ta sẽ có từ tiếp là từ gì ạ? Từ desk. Rồi từ kế tiếp chúng ta có là từ cupboard. Yes. Rồi từ kế tiếp cô có đó là từ chair. Rồi last one, từ cuối cùng là từ door. Rồi các bạn correct the answer, chúng ta sửa bài vào nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở bài B. Ở bài B thì các con ơi, chúng ta chú ý nha, bài B là look at the pictures and complete the words. Look at the pictures chính là nhìn vào tranh and complete the words chính là hoàn thành từ. Bây giờ con nhìn vào number 1 là door, number 2 là camera, number 3 là chair, number 4 là board, number 5 là desk, number 6 là cupboard. Và chúng ta phải điền vào các ký tự còn thiếu. Ví dụ number 2 con thấy thiếu ở đây là con thấy thiếu cái gì ạ? M E R A camera. Yes. Okay. Nhưng mà cô ghi vậy, các con sẽ ghi một cái ký tự lên một cái gạch, một cái ký tự lên một cái gạch ha. Rồi, bây giờ con thiếu từ gì nữa? Ở đây từ chair thì con thiếu chữ A. Rồi mấy thứ sẽ ra đây chữ I rồi chữ R. Yes. Chair. Okay. Rồi ở đây là từ board thì con thấy con thiếu chữ gì? A R D board. Yes. Rồi ở đây chúng ta có từ
Des mà có chữ D với chữ Y rồi thì con thấy chữ S. Rồi chữ cake. Yes, ok. Rồi chúng ta có chữ cupboard thì chúng ta có chữ P. Rồi, đúng không? Rồi tiếp tục chữ board. Mặc dù từ cup là một cái tách và từ board là cái bảng, nhưng hai từ này ghép lại thành một từ thì chúng ta sẽ đọc là cupboard. Rồi, correct the answer. Chúng ta tranh thủ sửa bài vào đi con. Rồi, bây giờ phần C. C thì chúng ta sẽ là look and read. Put a tick or a rose in the box. Look and read, nhìn và đọc. Put a tick, đặt dấu tick, or a rose, đặt dấu rose là dấu ý sao con, in the box. Mà con biết là dấu tick là câu trả lời yes. Yes là đúng. Còn rose là câu trả lời no, có nghĩa là sai, không đúng. Yeah. Bây giờ number one, con nhìn nè. The picture of chair. Cái bức tranh về cái ghế mà ghi là what's this is a camera. Dĩ nhiên nó là rose, là sai. Number two, what's this is a board. Yes, that's right, it's a board. Thì mình sẽ đánh vào dấu tick. Okay. Number three, what's this is a chair. No, yes, it's a camera. Thì đúng, đúng không ta? Yes, okay. Number four, what's this? It's a cupboard. Okay, thì mình sẽ đánh vào dấu tick. Okay. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ continue tiếp tục nha. Bây giờ Mitchell sẽ tiếp tục ở bài D. Look, trace and write. Look là nhìn, trace là đồ, and write là biết. Có nghĩa là cái nào thiếu thì mình sẽ biết vào. Bây giờ number one, các con chú ý nè. Câu hỏi, các con sẽ chỉ hỏi một câu hỏi thôi. Đó là câu hỏi what's this? What's this? What's this? What's this? Và mình sẽ trả lời bằng chữ is. Nhớ rõ nha. Rồi. Bây giờ con nhìn vào number 1 nè. What's this is a board. Number 2 con hãy tự đồ lên cho cô cái từ what's this. Và sau đó con hãy đánh vào cho cô từ. Con sẽ viết chứ. Viết cho cô từ is a camera. Yes. Rồi tiếp tục, ở đây chúng ta có từ what's, con đồ vào đi nha. Cái nào mình đồ được thì mình đồ vào cho Miss Thu. What this? Ok. Và con cũng trả lời bắt đầu bằng chữ is. Nhớ ghi in chữ I cho Miss Thu nha. It's a door. Rồi ở đây con cũng ghi cho Miss Thu what this. Rồi con trả lời cho Miss Thu là is a desk. Nhớ mình làm bài thì cái miệng mình đọc từ vựng lên nha con. Tại vì khi mình vừa làm mà mình đọc và mình biết nữa thì chắc chắn là cái từ vựng con thuộc là cái chắc rồi. Rồi, bây giờ Miss Thu sẽ sang move lesson 2. Move lesson 2, Miss Thu sẽ di chuyển sang lesson 2 của team 2 school. Rồi, Miss Thu di chuyển nha.
cũng nhảy thêm two. Bài A là circle the odd one out and write. Các con cũng khoanh tròn vào một bức tranh khác, rồi sau đó là viết cái từ đó xuống. Bây giờ đầu tiên là người ta khoanh vào chữ book, khoanh vào bức tranh book và viết vào chữ chữ book. Bây giờ number 2, con sẽ khoanh vào chữ pen. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có một cái pen thôi, cho còn ba cái là bát. Yes. Number 3, mình sẽ circle cho middle là eraser. Number 4, mình sẽ circle cho middle là pencil. Rồi number 5, mình sẽ circle cho middle là rayon. Và number 6, chúng ta sẽ circle bát. Yes. Rồi các bạn khoanh tròn đi, rồi sau đó Mito sẽ hướng dẫn cho các bạn viết nha. Rồi bây giờ con khoanh tròn vào pen thì con sẽ viết chữ pen. Rồi con khoanh tròn vào chữ eraser thì con sẽ viết vào eraser. Con khoanh tròn vào pencil thì con viết pencil, ok. Rồi, con khoanh tròn vào rayon, chúng ta sẽ viết rayon. Và con khoanh tròn vào pad thì con sẽ viết pad. Rồi các bạn correct the answer, chúng ta sửa bài vào đi con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Bí thư sang cái phần B. B, look at the pictures and complete the words. Look at the pictures and complete the words. Con thấy number 1 là eraser, number 2 là bat, number 3 là pen, number 4 là pencil, number 5 là book, number 6 là rayon. Bây giờ chúng ta thấy number 1 eraser, nó còn thiếu từ gì? Không, đó là example, ok. Number 2 chúng ta thấy là bat và nó còn thiếu letter A, thì chúng ta sẽ đánh vào letter A, ok. Number 3 thì nó thiếu vào từ E và N, yes. Number 4 là pencil, đúng không ạ? Thì nó cũng thiếu vào E, N. Rồi chữ ở đây thì chúng ta thấy là chữ so, thì chúng ta thấy là thiếu I và L. Rồi chữ book thì mình có O. Rồi chúng ta có chữ rayon, R, A. On thì chúng ta có là O-N. Rồi các con correct the answer, chúng ta sửa bài nào. Rồi bây giờ chúng ta sửa bài xong rồi, Quý Thu sẽ move, di chuyển sang C. C, cái phần C thì look and write. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is là cho câu trả lời đúng, và no, it isn't là cho câu trả lời sai, đúng không ạ? Sai cái đây là sao ạ? Đây là câu hỏi và bức tranh nó bị sai nha. Bây giờ number 1,
Is this a bat? Bức tranh cho là eraser, mà ở đây là bat có nghĩa là nó sai, nên mình sẽ là no it isn't. Number two, cho là book. Và is this a picture? Is this a book? Is this a book? Nên nó đúng, nên mình sẽ là yes it is. Bây giờ number three, the pictures are pen. Cái bút mực, mà ở đây cho is this a pencil, thì con sẽ đánh vào đó là no it isn't. Rồi các bạn viết vào đi con, no it isn't. Rồi bây giờ cho a pen, mà bức tranh là pencil, thì có nghĩa là is this a pen là sai. Mình trả lời là no it isn't. Đã. Bây giờ bức tranh cho là the pictures are crayon. Bây giờ is this a crayon? Giống nhau, mình trả lời là yes it is. Rồi, ở đây cho là bát. Ở đây là is this an eraser? Thì mình sẽ trả lời là no it isn't. Yeah. Rồi các bạn correct the answer, các bạn sửa bài rồi nha. Rồi bây giờ Miss Thu sẽ di chuyển xuống bài tập D. Bài tập D là look, trace and write. Look, trace and write có nghĩa là nhìn đồ và write. Ở trong bài con thấy có để dấu cross, có nghĩa là dành cho câu trả lời là no it isn't. Còn cái câu mà đánh dấu tick có nghĩa là câu trả lời của con phải viết là yes it is. Bây giờ con nhìn vào number one, is this a bat? No it isn't, it's an eraser. Khi mà cái câu trả lời mình đã trả lời là no, thì mình phải viết tiếp một câu trả lời đúng nữa để cho người nghe, người xem, người ta biết cái đó là cái gì. Bây giờ number 2 con sẽ điền vào là is this a pencil? Và câu trả lời của các con đó là yes it is. Và nếu khi mình trả lời là đã yes it is thì mình sẽ không cần giải thích ở phía sau nó là cái gì nữa. Rồi con sửa giùm Miss Thu câu năm bình thường. Rồi tiếp tục Miss Thu lên number 3 và number 4. Number 3 thì con thấy đó là mình sẽ hỏi bằng is, nhớ biết in nha, in chữ A nha. Is this ở đây có trong phần từ to book, và mình đồ chữ book vào cho cô. Nhưng vậy ở đây là no, thì mình sẽ trả lời là no it isn't. Rồi mình sẽ is a bat. Rồi bây giờ câu cuối cùng cho mình là rayon, is this a rayon? Bây giờ cho mình là dấu tick thì mình chỉ trả lời là yes it is. Rồi cái con sửa bài dần nha.
Rồi bây giờ Miss Thu sẽ sửa tiếp. Lesson 3 của Team 2 School. Miss Thu sẽ sửa bài tiếp nha con. I read and draw lines. Bây giờ draw lines thì con sẽ nói vào, con nhớ nói cho đúng nha. Đầu tiên đây là pencil case, rồi tiếp tục là teacher, rồi ruler, a ladder, fan. Ok, rồi con correct the answer, sửa bài vô. Rồi bây giờ chúng ta sang cái bài kế tiếp là bài B nha. Ở bài B thì look at the pictures and complete the words. Bây giờ con thấy nè, number 1 là từ picture, number 2 là fan, number 3 là ladder, number 4 là ruler, number 5 là pencil case. Thì chúng ta thấy number 2 mình sẽ sửa thành chữ fan. Number 2 thì mình thấy ở đây là ladder. Rồi tiếp tục, number 4 là ruler. Number 5 là pencil. Pencil case, thiếu chữ case nữa. Rồi chữ cuối cùng là chữ E. Yes, pencil case. Rồi các bạn correct the answer vào nha. Lớp 3 rồi, chúng ta viết nhanh nhanh chút nha con. Rồi bây giờ Miss Thu sẽ sang bài C. C là look and read complete the sentences. Look là nhìn and read là đọc, complete the sentences là hoàn thành câu. Bây giờ number 2 is it a fan? Mà cái bài chúng ta cho mình là pencil case thì mình sẽ trả lời là no it isn't. Rồi xuống đây mình phải trả lời cho đúng nè, it's a pencil case. Và ở đây người ta cho mình từ bức tranh là ruler, mà ở đây là pencil case thì con cũng phải trả lời đây là no it isn't. Và trả lời là ruler. Và cái con correct the answer. Rồi bây giờ Miss Thu tiếp tục nha, Miss Thu tiếp tục qua bài D. Ở bài D là look and write. Con chỉ có một câu hỏi thôi, đó là câu hỏi what is it? Cái nào con cũng trả lời là is, rồi it. What is it? Cái nào cũng what is, rồi tới it. Và con nhìn vào number 1, it's a picture. Đây là a picture of tiger đó các bạn. Đây là con cọp đó không ạ? Rồi, bây giờ number 2 chúng ta sẽ trả lời là it's a ruler. Nhớ it's phải phải S nha. It's phải S gọi là it is.
Number 4 là it's a fan. Rồi bây giờ Bí Thu tiếp tục nha, Bí Thu tiếp tục với cái lesson 4. Lesson thì các bạn ơi, chúng ta chú ý vào lesson 4. Ở lesson 4 bài A là chúng ta three and circle. Three and circle là đặt và phân tròn vào từ đúng. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào tranh, chúng ta thấy tranh và từ giống nhau mới được nha. Bây giờ đầu tiên hỏi là từ ask, thì mình người ta phân vào từ ask e for example. Number two, con thấy không? Cái mũi tên đi vào, cái mũi tên đi vào có nghĩa là khi mình sao ạ? Loads là phân tròn vào từ loads. Con chú ý từ loads nha. Rồi ở đây number 3, bạn này draw thì mình sẽ circle draw. Number 5, seen. Number 6 là open. Tại vì cái mũi tên đi ra mà. Yes. Number 6, my name's Jim, đó là answer, trả lời câu hỏi đó. Rồi các bạn correct the answer cho biết không nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cho Miss Thu ở cái bài B. Bài B là look at the pictures and complete the words. Là từ người ta cho sẵn trên đây nè các con. Ask, answer, open, close, seen, draw. Và chúng ta sẽ làm gì con? Sẽ điền xuống những cái từ cho nó phù hợp. Bây giờ từ đã cho sẵn rồi, các con sẽ tự điền xuống nha. Và sau khi điền xuống thì các con nhớ đến coi điền đủ ký tự chưa. Ví dụ number 1 thì mình điền vào open, number 2 thì mình điền chỗ này từ seen. Rồi con nhìn ở đây coi ghi xuống coi có đúng chưa, đúng chữ seen chưa. Rồi ở đây đúng chữ ask chưa. Rồi ở đây đúng chữ draw. Rồi chữ answer. Rồi chữ chữ này là chữ chữ close. Answer. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm từ kế tiếp là từ close. Close. Rồi các con correct the answer của bạn nào. Well, I move C. Look and read. Put a stick or a rose in the box. Number one, close your book, please. Okay.
Number two, sing a song, please. Okay. Number three, draw a picture, please. No, Ross. Number four, ask a question, please. Con nhớ cụm từ này là ask a question, có nghĩa là hỏi một câu hỏi, nhưng mà ở đây là trả lời. Mình chọn Ross. Rồi bây giờ Mito sẽ di chuyển xuống bài D. Draw lines and complete the answer, complete the sentences. Draw lines and complete the sentences. Bây giờ con nhìn vào nha. Ask thì mình sẽ đi với a question. Draw mình sẽ đi với draw a picture. Lose mình đi với lose your book. Sing mình sẽ đi sing a song, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ, sau khi mình nói vào rồi, bây giờ mình sẽ viết cái từ đó lại. You draw a picture thì mình sẽ ghi là draw a picture. Rồi ở đây close thì mình ghi là close your book. Rồi sing thì mình có sing a song. Rồi các em sửa bài vào nha. Rồi bây giờ các con sẽ tiếp tục move lesson 5. Ở lesson 5 thì các con sẽ nhìn ở đây mấy thứ. Chỉ luôn. Ở lesson 5 thì các con thấy là look at the pictures and complete the words. Chúng ta có chuẩn từ cho như là backpack, scarf, water bottle, school trip, là snacks. Thì chúng ta thấy number 1 là water bottle, rồi number 2 là school trip, number 4 là backpack, number 3 là backpack, number 4 là scarf, number 5 là snacks. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ các con sẽ nhìn từ ở bên trên mà chúng ta điền xuống. Sau khi mình điền xuống rồi, mình cũng phải đếm coi mình đã viết đủ các ký tự của từ chưa ha. Đó là mà mình phải làm một cách cẩn thận. Rồi, bây giờ các con sẽ nhìn vào đây là spoon. Chúng ta sẽ điền vào chữ spoon. Yeah. Rồi ở đây chúng ta có từ back. Back là cái lưng á. Yes. Back. Chúng ta có từ scarf. Rồi chúng ta có từ snack. Yes, rồi các bạn correct the answer, chúng ta sửa bài lần nha. Rồi bây giờ các con sửa bài và Mỹ Thu sẽ di chuyển xuống phần B, read and draw lines. Be, read and draw lines là chúng ta phải đọc và nói vào. Bây giờ con nhìn number 1, remember your water bottle, okay? Number 2, remember your backpack.
Number three, remember your scarf. Number four, remember your snacks. Rồi các bạn correct the answer. Nếu mà mình đúng thì các bạn nhớ là mình lấy cái bút khác màu, ví dụ bút xanh là bút đỏ. Tại vì lúc con làm bài tập cô dặn là bút chì thì con sẽ đánh dấu tick vào, có nghĩa là con đúng. Còn khi con sai thì con phải use eraser, dùng bột tẩy để chúng ta erase, chúng ta clean cho nó sạch, rồi sau đó chúng ta mới correct the answer, sửa lại bài. Rồi tiếp tục nha, Mito sẽ làm tiếp cái phần C, complete the sentences. Cái nào dễ Mito sẽ đi nhanh hơn một chút ha. Bây giờ complete the sentences thì con thấy là Vinh, Kim và Khang. Thì ở đây Vinh chúng ta sẽ đánh dấu tick vào backpack, Kim thì đánh dấu tick vào water bottle, dump ở tiếp Khang thì mình đánh dấu tick vào snacks. Vậy ở đây con nhớ đặt tên, quan trọng là con phải đọc tên. Bây giờ tên của bạn Kim thì Kim đây, remember your water bottle, đúng không ạ? Rồi bây giờ tới bạn Khang, chỗ nào là bạn Khang? Đây dòng cuối mình phải đọc tới bạn Khang. Thì bạn Khang mình sẽ ghi là remember your snack. Rồi bây giờ bạn Vinh, mình sẽ đọc tới bạn Vinh, remember your backpack. Phải là bạn tên của bạn nào mình sẽ ghi tên của bạn đó, bạn ghi đồ của bạn nó đó, đồ của bạn nó, bạn nó xấu không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống cái phần đây, phần clear my role, sorry. Rồi chúng ta sẽ xuống phần D, complete the sentences. Complete the sentences thì con chú ý cho Miss Thu là remember your scarf, remember your. Lúc nào chúng ta cũng phải nhớ hai từ, remember là nhớ, your là của bạn. Thì remember your, your ở đây là bác. Remember your backpack. Rồi tiếp tục, remember your snacks. Thì là snacks. À, biết thu thiếu chữ your rồi. Your trước rồi mới tới snacks. Rồi tiếp tục, ở đây thiếu thì mình sẽ đánh vào đầy đủ ha. Remember, remember your. Rồi water, 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 water bottle. Rồi cái con correct the answer, sửa bài nào. Rồi bây giờ Miss Thu sẽ tiếp tục cái lesson sheet nha. Lesson sheet là cái bài review. Review á, review của lesson 1, lesson 2 và lesson 3, lesson 4, lesson 5. Và ở lesson sheet thì các con ơi chúng ta chú ý nè. Năm I look at the pictures and look at the letters, write the words. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào tranh rồi sau đó sắp xếp từ, các ký tự thành từ đó. Thì cái từ number one mình sẽ sắp xếp thành cupboard. Number two mình sắp xếp thành rayon. Number three mình sẽ sắp xếp thành pencil case. Number 4 mình sẽ sắp xếp thành từ fan. Và number 5 thì mình sẽ sắp xếp thành từ seen. Các con nhớ nha, mình sắp xếp cho đúng để mình làm bài cho nó đúng nha.
Rồi tiếp tục là từ rail. Rồi tiếp tục cho Mỹ Thu là từ pencil case. Cho các bạn sửa ba từ này trước nha con. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu number 4 là chúng ta xếp thành chữ fan, và number 5 là chúng ta xếp thành chữ scene. Sao mình sắp xếp xong mình nhớ là kiểm tra lại cái gì ạ? Kiểm tra lại cái ký tự coi viết đúng chưa? Rồi bây giờ các con ơi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Look and read with a tick or cross in the box. Thì bây giờ con đặt dấu tick vào câu đúng và dấu cross vào câu sai. Bây giờ number one thì con thấy là what's this? It's a chair. Chair đúng không ạ? Yes, that's right. Number two, answer a question please. Yes, that's right. Answer là trả lời. What's this? It's a cupboard. Okay, good. Đây là cupboard. Đây là chair, chair là cái ghế. Nè, đây là câu trả lời. Đó, mình đánh bài cho tick vô. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Biết tôi sẽ làm tiếp cái câu kế tiếp. Câu kế tiếp, what it is a ladder. Thì ở đây là dấu tick, mình sẽ đánh vào it's a ladder, dấu tick. Rồi, sing a song please. Sing a song, đâu mà sing a song. Ở đây là gì ạ? Draw. Thì mình sẽ đánh vào dấu draw. What it is a pencil case. Đây là fan mà, nên mình sẽ đánh vào dấu draw. Rồi các bạn sửa bài vào nha. Và cô đã sửa xong cho các bạn team 2. Cô đã sửa cho các bạn team 2, lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 5 và lesson 6. Các bạn nhớ cố gắng, chúng ta khi nghe Miss Thu sửa bài, chúng ta cố gắng vừa nghe, vừa sửa, rồi vừa đọc theo từ vựng để chúng ta nhớ từ vựng được sâu hơn nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ tạm biệt các bạn. Cô sẽ tạm biệt các bạn nha. Và các bạn hãy theo dõi team 3 của cô nhé. Cô cũng sẽ sửa để cho các bạn sửa bài vào trong tập cho nó đúng ha. Rồi, goodbye. See you later.